Hôm nay thì xin kính thưa tất cả các anh em cùng quý vị Phật tử ở Dũng Liêm, phải không? Cầu Dĩ hay là Dũng Liêm? Chúc lành ở tại rừng Thiên Cấm, có nghĩa là ở tại Thiên Cấm Sơn của mình, quý lắm, cũng hơi có phước một chút. Chứ nếu mà quý vị không có điện thoại thì cũng không có lên được. Đi thì đi vòng vòng thôi. Chứ còn gặp lại người xưa đó. Hồi xưa về Dũng Liêm dạng khắp chỗ hết. Đó như vậy. Nhưng bây giờ không biết là ông bà cô bác già ngày xưa có còn tồn tại không? Hay là đi về quê cũ trước rồi nữa? Thì còn. Nhưng mà sống như chết. Sống như chết. Chết như sống. Nói như vậy, vì người tu mà vô bờ bến lắm. Tại sao như thế này mà không về để ở đựng tiếp khách này cái nọ không được. Vì thầy phải đưa đò để rước chúng sanh trong buổi chiều tàn còn trôi nổi. Thì hỏi lại thầy bây giờ làm sao tiếng gọi của ân trên. Con ngồi để có không quên, thầy ngồi chờ đạo, đạo không lên chiến đò. Không nên khổ lắm đó nha. Thầy đưa tất cả chúng con về bến tự do. Về nơi an lạc quốc hay lên đò về Tây Phương tráng tu tịnh. Để dọn con đường mình trở lại. Tỉnh đi quý Phật tử ơi, nguy hại cuộc đời tàn. Tỉnh giấc nồng rồi trở lại an bang. Nhớ thầy dặn đảng tràng sắp tới. Thương quý đạo thầy mới còn ngồi đây. Nói với nếu bỏ về rồi thì ai tiếp đồ ba gia. Chia nhau đổ chúng từ nhà. Ông đò ông trở lại kỳ ba rước người. Nhưng không ai về hết á. Thầy thì vẫn vui tươi. Lên đò không có biến lời đâu nghe. Một mình bơ một chiếc ghe thuyền nghèo. Vất vả nhờ trời che Phật nhiều. Tỉnh đi tất cả quý cô. Thầy rất là thương yêu. Mái tranh nhà là những có nhiều đạo tâm. Phải cố gắng giả cấm giả dạy. Để chiếc thiền này thầy bơ quá ấy sông mê. Rước đưa đồng đạo trở về. Về Tây Phương cánh giữa bồ đề đặng tu. Ở phàm tục nè, mình đâu có ngao du sung sướng. Sáng tới chiều mình bị vướng phong ba. Thì chưa khổ sợ cả nhà, rồi bệnh tình sắp tới, rồi đôi la cùng đường. Mau tỉnh ngộ đi nhẫn nhường bố thí. Cô bác ông bà ơi, nơi vị trí chỗ này. Sau này tiên Phật phổ dây rừng chiều Thiên Cấm đủ đầy Phật tiên. Ráng sống sót đi. Trở lại nơi miền để thấy ông Di Lạc nè, ôm thấy thần tiên hiển về. Ba bên bốn phía tư bề rừng buồn, thầy hồi đời không về hoành hiu. Về sao được, tâm còn cánh còn kêu, còn hung còn ác thì đò chiều tránh xa. Nếu ai niệm chữ Phổ Đà, ráng tu bới chúng nhà nhà thầy đưa. Còn không được á thì sống bủa mây mưa. Tránh đâu cho khỏi Phật không chừa mình đâu. Về niệm Phật đi quý vị. Đôi câu cũng phải. Còn thầy ở đây nè, đâu phải thầy sái thầy chùa. Độ chúng sanh tám tiết bốn mùa. Thầy trở lại bụng tua sáng rồi. Mượn xác giả thuyền môn đi gọi. Mượn xác tại trần này làm tối mỏi chúng sanh.
Về đi bớ chị bớ anh, ông bà Phật tử răng chiến tranh tu trì. Đừng suy nghĩ gì đã trễ lắm, nhớ ráng tu đi rồi về sơn cấm mình coi. Ở đây quy tụ giống nồi chưa nào có hỡi vàng thôi đâu trò. Về thiên cấm như hôm ông lái đưa đò, ông đưa qua biển rồi chuyện trò qua sông. Tới đây còn bão gió mưa phong, tránh đâu cho khỏi được mà không tu hành. Mình tu niệm đó, mình cứ lầm lạnh lãnh dữ, ở tại gia trừ khử yêu tà. Tâm của mình tốt đẹp hiện ra, thì quỷ với chúng rồi loại ma tránh chài. Mình cư sĩ ở tại gia cứ tìm nẻo phải, sáng đi làm rồi chiều hái công phu. Về đi các bậc sĩ nhu thiền môn, thầy đóng cửa trò lỗ tu rồi hồi, không có mở cửa nữa. Cho nên đạo sĩ ơi, đừng buồn thầy ân phức tại đồi núi non. Chỉ bây giờ ra mặt cho bà con, tiếp rồi chút nữa giữ lòng son nghe trò. Về ráng tu nha hôm, đừng có mê hát mê hò, mê trăng mê gió đó hôm, rồi lết bò tháng giang. Tới đây đổi hết đạo tràng, đổi trời thay đất, rồi đổi thêm ngôi nhà. Vợ trụ của mình là một cái nhà vĩ đại. Sắp đổi rồi, sắp quay còn chi. Nam mô Phật Pháp Từ Bi chứng minh cho đồng đạo. Vậy thì hồi quê tu chút nữa rồi mình về Tây Phương Cạnh. Đừng có hẹn nha không, nói chừng nào tu rảnh tôi mới tu. Phàm đời sao chúng còn ngu, đang bị ở tù địa ngục không hay. Thấy tiền bạc đó, nhà cửa đó, đất đai, nó phủ nó dây. Còn mở ra cửa miệng tao mày lung tung, mất đạo lý nè, mất nghiêm ngôn, mất đi một bậc anh hùng Tây Phương. Ráng tu tịnh không? Đạo sĩ thầy rất mến thương, ở dùng đêm ngày đó có tận tường hay chăng? Thì đi giảng khổ sở khó khăn, không nhà không cửa chỉ mượn trăng làm đèn. Tỉnh giấc mộng đừng ngợi khen chi hết, về ráng tập làm sao đoàn kết thương yêu. Mình không chết mơ thì cũng chết chiều, không có sống mãi đâu mà kêu mà canh. Nếu thương bằng sĩ về đây đổi rảnh, nhìn ở non đài rồi biển cánh trần đi. Về miền mai núi vậy thì sớm chiều thiền nội tu đi đất thành. Thấy lặng thanh hôn, có chư thánh chư thần, có sơn tiền, có ngôi Phật kề gần ở đây. Chưa về miền tiền đảo phút giây, có ông đò, ông giảng dạy, rồi phút giây lên về. Cố gắng nha, tất cả Phật tử, chưa mang gánh nặng nề, lên thăm mà bần sĩ rồi trở về ráng lo. Mình tu niệm cho đúng, không ai cho mình được, mà mình giữ hung nó có nói ngược nói ngang. Đó là tội tự mình mang, tự làm rồi tự chết, đừng rên than làm gì. Ráng cố gắng đi, chúng sanh đừng nghi vấn nữa. Về niệm tâm để tựa Bồ Đề, nếu khi xưa mình chưa giác ngộ còn mê, nay tỉnh dậy mình về miền bãi núi. Thấy rõ chưa, trong buổi chiều lòng cuối, thì gặp được nghe đạo thầy rồi trong buổi mừng vui. Ráng đi đừng có bùi ngùi, cõi phàm nhìn kỹ đâu có vui chút nào. Ở bên Tây, bên Nhật,
binh Tân, binh Tàu. Nước Nga, nước Mỹ, nước nào cũng chung chứ sau này chẳng được trùng phùng. Nó tu, nó còn sống, còn giữ hung tiêu tàn. Đổi vào trụ mới mà, bớ đạo tràng. Đổi danh, đổi lợi nè, ha, để cho đạo ánh tia vàng phất phơ. Đổi người khôn trở lại người khờ. Đội giàu đâu có sao mà về ăn xin, nếu mất đức đó không có trọn tin trời đất. Tập giang hồ nè, tập bậc giữ dân, thì sau này mình hưởng sự khó khăn. Còn ai tu tình thường hằng qua hết thời. Vì chúng sanh ăn ở dưới người bạc đại, đối với Phật trời còn cái không nghe. Làm sao sống tới mùa hè, đây là năm tí thầy sợ e. Không còn lửa cháy hết, mây non cũng mất. Rừng bao nhiêu cũng bị tật bị nguyền. Đó là do lĩnh thượng thiên đốt tiêu đủ quỷ, rồi ai khiến bây giờ ráng tỉnh dậy để qua bờ bến giác. Tiếng chuông chùa nghe thắt ngặt lắm rồi. Tại sao người không chịu quy thôi, phải sám hối rồi ngồi nghĩ tưởng. Ở đây không có thì ở ngoài kia đó, không có dung dưỡng. Thì bần sĩ nói chung trong chỗ này rồi, ai là huynh trưởng ráng nghe. Không ngờ tiếng mũi gió ve tại rừng thiên cấm, thầy còn sợ e nói gì, nói hết lý. Cũng như lửa cháy phương phi nồng nhiệt, nói cho phàm đắng biết chuyện thiên cơ. Đừng tu đấy đó chờ giờ, tu hành phải ráng sang bờ sông mới. Ráng gánh chịu sự nặng nề để tu học. Mặc tình đời có ghẹo chọc thế nào, mình biết tu đó, dù khóc dù gào, miệng câm lặng để cho ta gọt bào mình sạch sẽ. Đó là mình muốn trở lại Tây Phương gặp trời cha đất mẹ. Thì ngay bây giờ mình sẽ làm sao? Đừng làm như đơn đã nhịp từ tao. Thầy dặn huynh đệ rủ nhau tu hành ở tại gia mà dễ lắm, làm ăn chất phát nè. Mình ráng, mình làm lành. Chúng vì thương xót chị anh bọc đùm, ráng cố gắng nha, đừng có dôm miệng hùm răng sói. Đừng chơi với phàm nhớt lồm kìa, rồi miệng ối tay che. Bây giờ Phật nói không nghe, sững qua rồi tới mùa hè bó tay. Đó là bình luận để nói chuyện với quý vị, chứ chưa phải là kết luận. Phàm đời thì cũng còn ở đây, tục lệ đâu có dám kết luận, nhưng mà rất bình luận. Vì dạng dĩ mà nói đây có Đức Phật Tổ, Phật Thầy, cùng Đức Thầy, cùng Tổ Sư Tổ Đạt Ma. Có ba vị này hộ cho Thầy trở về năm non bảy núi. Lâu lâu trở về đây để hé một cái cửa cho tất cả quý vị. Đóng lại là đóng cửa với quỷ ma, mở cửa cho con của Phật. Như vậy thì quý vị có thương thầy không? Có thương không? À vậy à, có thương thì ráng tu nghe không? Tu cho nhiều nha. Bây giờ trở lại cái đề tài hồi hôm. Hồi sáng này đó, 5 giờ đó, thì thầy cũng có trì kinh Du Lan. Có nhiều vị nói, ủa bữa nay đâu phải rằm tháng 7? Tại vì thầy phát nguyện là siêu độ cha mẹ, ông bà. Cho nên thì cầu siêu trong mấy bữa đó đã phải trì kinh Du Lan. Con xí chưa? Nữa. Rồi chưa? Ngồi thứ tự chưa? Bây giờ tới hồi nãy giờ chỉ thông qua với tất cả quý vị. Bây giờ để tiếp tục cái chương trình hồi hôm, con có nhớ cái đề tài phải biên nha. Không biên là quên đó. Đền
ơn ân gì ân đất nước đồng bào tổ tiên tâm bảo, rồi ân hiếu thảo với cha mẹ đó. Yeah. Tại vì mình bất hiếu. Trên ở đầu năm Tý này đó, có dịp thầy Lâm Sơn đó về để cội nguồn của mình nhắc lại cho tất cả bà con của mình. Xin kính thưa anh em cùng là tất cả đồng đạo Phật tử bốn phương, nếu là nói của bần sĩ cuối cùng không biết là bần sĩ có còn hay là đã qua rồi để trở về quê hương, thì xin kính gửi tất cả các vị trong và ngoài để hiểu được đâu là bến, đâu là bờ, hiểu được mình mấy cái ân đó mình thiếu. Thầy đã bây giờ ôn lại để mình tu cho kỹ một chút. Chứ đừng nghĩ rằng tôi sẽ đem tiền bạc bố thí nhiều quá cho đồ này cho đồ kia, hay là mình giúp ai ai đó, không kể được. Sau này mình kể cái Đức Quan Âm Bồ Tát nó đi lợi ngay chỗ đó đòi, chứ ngài không có, ngài không có xin của phàm đời đó. Thành hôm nay thì cũng trong buổi tiết chiều, rạng ánh trời sắp lặn, rừng sắp cây lá ngủ, nhưng mà rồi bần sĩ gian gian ở tại đây một hai câu nói rồi sẽ trở về nơi thế để đưa đò tiếp tục. Rồi ở trong và ngoài tất cả các vị hỏi làm sao tôi gặp được thầy, làm sao gặp được bần sĩ, như thế thì gặp để làm gì, gặp để làm chi, đâu có lợi ích gì đâu mà gặp. Chỉ nghe đôi câu của bần để lại, đó là chính của Đức Ngài đã trao lại cho bần sĩ. Chứ bần sĩ cũng không có làm thầy của quý vị đâu. Thầy quý vị ở trong ký ức, trong tim của quý vị. Chứ còn ta là một người, thầy có nói sát thân ta cùng người trần, hồn linh thầy mượn xa gần phải đi. Trong tiếng nói lâm ly muốn khóc, lái chiếc đò nặng nhọc biết bao, bậc thơ sinh bá tánh đồng bào, nghe cho rõ rồi sao tu niệm. Muốn khóc lên, muốn tìm muốn kiếm, đặng đưa đò để hiếm đò không. Chiếc đò này của Đức ông bây giờ còn đậu trên dòng sông suối rừng. Chiếc đò tiên, đò Phật, đâu có vui, đâu có thích, đâu có mừng. Xin gợi cùng quý vị trong rừng xa xa. Bây giờ biết bằng sĩ ở đâu không? Ở rừng Tho La, nơi sườn tiết phủ ngôi nhà cây xanh, đâu có nhà cửa gì đâu, ở đậu ở bà với chị với anh, đặng xong nhiệm vụ rồi thuyền quanh trở về. Gửi thăm tất cả anh em ba bên bốn phía tư bệ, sưng này thầy cầu nguyện đừng nặng nề ghé hôm. Đời phàm tục đừng bung chôn chi nữa, nhìn nhận đi rồi coi rửa địa cầu. Pháp lý này rất tuyệt cao sâu, của thầy tổ tồn âu nhắc lại. Thầy có hỏi ông đò đang lái, chưa buổi quân tàn ông qua nữa làm chi. Ông đò ông nói phải qua để rước đạo vậy thì rước dân Phật quốc từ bi trở về. Con ơi bấy lâu nay đó, nó ở sở, nó ở tề, nó biết tu niệm ta đưa về tự do. Chứ bây giờ ta lấy chưa con đò ở trên mà sông biển được tự do đâu nào. Bây giờ nước suối cạn đó, sỏi nào trôi không được, tấp bê xuồng nè, một mình bần sĩ làm sao vượt qua sông.
chờ đi nước lớn rồi lại nước rồng, như con bìm bịp kêu sông rạng người. Kêu chi vậy bìm bịp mà ơi, kêu hoài không thấy rồi mở lời than gian, cứ kêu riết à, nước rồng nước lớn rồi than. Cũng như thầy đợi trò quá xá chưa hình tàn còn đâu, trò mu mẹo kế sâu thấm thầm. Còn thầy đò đưa si gẫm nhiều đời, bao nhiêu năm trăm kiếp trò ơi, còn lai đảo tuyệt đời trở lại. Thuyền bát nhã chính tay ta lái, rước chúng sanh ở bể ai quay về. Vậy mà người không giác còn mê, kêu kẻ sợ người tề về rước hết. Mau ở đâu cũng gầy tình thương đoàn kết, để giúp mà lẫn nhau cùng chưa để chết còn đâu. Ông đo ông chẳng vuốt râu, ông lo cho chúng toàn âu sinh tồn, chỉ có chiếc xà rồng thôi mà ông nói. Trên biển trên cồn, trên rừng trên núi, bớ xác hồn chúng sanh. Khi xưa bớ chị bớ anh phải nghe ta giảng long lanh, thì còn phải tu niệm trước đi. Bớ bớ bà con thì núi kia không rã rồi hòn không lắm, chứ bây giờ giả điếc giả câm thấy rồi, đời muộn mình sẽ lâm ngục đài. Còn kịp chúng sanh ơi, còn kịp bớ trần ai. Bữa nay mình hung dữ, ngày mới làm lành, ráng cố gắng không? Đừng có giật, đừng có giành, đừng cắt chia ranh đất nhau, rồi mình như chỉ mành treo chuông, hay là giành giật triệu muôn. Anh em không đoàn tụ rồi buồn quạnh hiu. Ngay bây giờ đó, ông lái đò ông qua đó, ông còn kêu, kêu thêm chút nữa rồi đò chiều dở neo. Buồn cho sinh chúng chưa còn nghèo, nghèo ân, nghèo đức, rồi nghèo hồn linh. Phải cố gắng đi để kết tình trọn nghĩa, thọ bốn ân ráng mà gieo giống bồ đề. Ân mẹ cha như hôn đất nước nè, mình thề ráng tôn kính tứ bề đừng vắng lặng. Chiều buồn thảm rừng này ta tặng, tặng cho người nơi biển vắng xa xa. Ở ngoài cũng vậy, vậy mà hay là tha nhân cầu thực cũng có ta khuyên. Cùng ráng cố gắng đi, phải đại lực, phải đại hùng, để quy về đoàn tụ cảnh không trung Phật đường. Ráng cố tu đi, về nhẫn, về nhường, đừng la, đừng lối đó, dù nó lỡ mương linh hồn. Thế gian đâu có trường tồn, người ơi phải ráng giữ hồn nay mai. Đường sỏi đá trong gai mình còn dậm, về gặp thầy đừng có trình bẩm làm chi. Mong sao đạo hạnh giữ nghi, mong sao đạo hạnh từ bi trao dồi. Ráng cố gắng đi nè, đứng nè, nằm nè, ngồi, lúc mấy nào mình cũng nhớ đắp bồi đức ân. Niệm Phật đừng có giả rân, niệm đi rồi mình thấy cuồng sân hết liền. Niệm Phật đi quý vị. Mình có bệnh, mình có điên, mình có não phiền, thịnh nộ sân si. Niệm Phật rồi lại đứng đi, niệm đi rồi hết không nguy bớ đời. Niệm Phật đi, tâm tánh tuyệt vời. Niệm đi Phật xé màn cho mình thấy đó, rồi mình về đặng yên niệm Phật nối lại cho liền, để mình tỉnh giác không náo phiền chi đâu. Đáng niệm Phật đôi câu nhờ hưởng, bần sĩ giờ là huynh trưởng mà thôi,
Xong việc trận thế đã rồi, lên đò ta trở lại phản hồi quê hương. Ở đây chi trăm mối khổ ngàn đường, hãy mở mắt thì thấy nè, hãy tay thì dương bụi trần, hãy làm thì lì cái thân, đầu kia phải đổi cân phân tôn sùng. Thấy không? Cho nên lãnh cái hội của ông đảo điên khùng, bao năm trăm tháng không hợp hùng, cũng ai cho khùng này khùng của Như Lai. Phật tiện mà thầy xuống đắng cay trăm phần. Không sao đâu, thầy xin quý vị đừng có về gần, gặp bữa nay rồi chia tay mất. Rồi từ tầng tứ nam chứ đờn kêu ra núi ông Sam, đờn kêu ai biểu ta làm thiện nhân. Đừng kêu ba tánh ráng gần, về đi phải ráng tinh thần dựng biên. Chưa niệm Phật phải niệm liền liền, đừng kêu hết của hết tiền trắng tay. Đừng kêu chẳng có ai hay, tới đời mà không thấy trong gai kia kìa. Đừng kêu sứ Phật chứ không mà gì, đi chi mà bị lúng chứ xuống địa phàm phu. Đợn kêu phải ráng lo tu, bỏ đi tánh chất quá ngu nhiều rồi. Đợn kêu đi đứng nằm ngồi, bây giờ ta ở tại đồi Cấm Sơn. Đợn kêu không có ai hơn, chỉ còn mà bần sĩ chưa ngồi đơn mà gian. Đợn kêu thiên cấm rừng tàn, cho bần mà gặp đau chứ đêm tàn. Chút đi đặng mà cứu vớt gian nguy, về nhà mà sửa lại rồi đi nghe tròn. Đợn kêu bơ bơ ông đò, ông đậu đâu mà không biết, đặng còn lo lên thuyền. Đợn kêu ba tánh ráng diện, chỗ nào mà cũng đâu chứ nào phiền. Lánh ở xa đò chiều, không rước quỷ rước ma, rước người mà hộ chí rồi Di Đà Phật tiên. Đợn kêu giáo hội triền miên, ai lo niệm Phật không phiền là vui. Đợn kêu mấy bữa tối thui, rờ tay mà không có chứ đứt ngôi chỗ nào. Đợn kêu bên tấn bên tàu, đây rồi phải khổ nó nhào hố sâu. Chứ ta đợn ta nói từ lâu, không nghe mà ông đảo rồi đâu ý câu lị phiền. Đợn kêu ba tánh ráng diện, ráng về mà mến triếu chứ thương liền. Đừng xa chứ đợn kêu khói lửa chưa qua, làm sao mà ba tánh chứ nhà nhà bình an. Đợn kêu tích tích tình tan, ông đò mà ông khóc trên khoang với tay chèo. Đợn kêu ba tánh chứ hiểm nghèo, lẽ đâu mà trời bỏ rồi không mở chèo không mở đưa. Đợn kêu nắng ắt như mưa, trời tru đất diệt chứ đã vừa. Giữ hung chứ bây giờ biết được ngày cùng, thì là phải ráng trùng phùng niệm thâm. Thầy kêu đạo giả cấm giả giải, đây một tôn rồi một phái chứ một ở nhà. Đừng nhìn nay lũa chứ mấy là, hay là nhìn cửa chứ nhìn ở nhà xe hơi. Nhìn thân phận ta tới không biết, hồn của ta chỉ siết não nồng. Bây giờ gặp bão mưa giông, giữ hồn mà không kịp rồi chỉ ông chú bàn.
đơn kêu tai nạn được qua, ráng về mà ráng niệm với Phật Bà Quan Âm, còn chút nữa âm thầm sám hối, không mất lề mất lối gian nguy, nói ra tội lỗi điều gì mà ngồi mà dán làm chi suốt ngày. Giờ thanh tịnh rừng dài vắng lặng, tiếc phủ đầy mấy răng kéo ngang, ta ở đây ngồi giữa cho rừng thang, một mình mà lụi thổi hơn ở vàng hơn. Mong cô bác lễ tuôn đừng chạy, mặc tình đời nay bãi mây ba chí tâm niệm Phật Di Đà. Ta mong tất cả nhà nhà hiền ngoan, bỏ thế hệ lo toan buổi trước, bây giờ đây có được chứ những gì. Hai bàn tay trắng ngó đi, rồi mình cũng chết rồi lầm đi châu mời. Tiếng nói này thiện thai ta nói, không phải như thầy bói kiếm xu, hay là ta lại ở tù xuống miền mà dương ở thế lù bu như vậy. Ta đâu phải là thầy là Phật, siêu thoát rồi thành bậc ngày xưa. Cho nên Đức Phật Đại Thừa nghe lời mà ta xuống sớm trưa khuyên đời. Tình đi người dân ơi đổi hết, đổi ngày tư ngày Tết ngày thường, đổi đêm lội lại đêm trường, đổi ngày mà đổi tán phố phường mà đổi luôn. Đổi ức triệu rồi đổi gián muôn, đổi người mơ đó mà lại tuôn dầm về, đổi chư Phật rước về phương cảnh. Đổi tớ rồi răng lãnh nghe hôn, đây rồi đổi tớ hoàng hôn, bảy ngày mà tối hết xác hồn ra trò. Ta dặn dùm không lo rất uổng, cũng như mình có ruộng không cài để trồng hạt giống Như Lai. Thấy chưa, trong mãi trong hoài không ở trong. Mong ba tánh tỏi lòng quyết chí, lỡ rồi thôi bố thí thì ân, lỡ xa rồi lại lỡ gần, lỡ tạo lỡ thần giả kẻ bán buôn. Lỡ đi kiếm cội nguồn sơn bổ, lỡ đêm nay quy tụ giới tròn. Lỡ rồi ta phải hát hò, ta là ông chí đưa đò sông ở bê, chiếc đò Phật chưa về quý vị, còn ở đây luyện ký sau cùng. Đò điên rồi lấy đò khùng, giá trang mà đỡ rước anh hùng mà qua sông. Lỡ ta phải lập công bồi đức, lỡ Phật đưa xuống bể vực hang sâu, chỗ này đâu có gì đâu vui buồn mà lẫn lộn rồi rầu nhiều thay. Lỡ ba tánh không hay sao vậy, ta đâu giờ nói bậy mà khùng, nói lời quậy quá lung tung, kiếm cơm mà kiếm gạo chứ ngày cùng làm chi. Lỡ cái miệng nói thì tiếng Phật, lỡ tu tâm siêu bậc phàm đời, lỡ ta đâu có à ơi tiếng về mà sứ Phật với nơi trời vinh ở du. Lỡ ta nguyện ngồi tu thiền nội, lỡ ẩn thân đừng dối đừng gian, từ đây thái thiết đổi màng, đổi rồi ba tánh chưa đạo ở tràng tường chưa. Tại gặp quý vị đó, quý vị ở bến đò, còn bần sĩ thì đưa đò thì phải nhắc nhở để rồi lên đò kỳ này. Chiếc đò rách rưới lắm, nhỏ lắm nha. À, đừng có bao giờ cầm cái gì mà nặng tay hết á, lên không có được đâu
ráng về phủi cho sạch hết để lên đồ tiên đó, đặng về Tây Phương Cực Lạc. Không muốn sao, cực khổ này bao nhiêu năm trời, bao nhiêu kiếp đời rồi mà bây giờ cứ dồn dập mà danh danh lợi lợi tiền tiền, gây não lị phiền chứ có gì đâu. Đó vậy đó, đâu có gì đâu, lỡ rồi thì ngay bây giờ quý vị phải đáng cố gắng nha. Quý vị có tu nhiều đời lắm đó, chứ không phải ngồi đây. Còn bần sĩ nói là nói bao la, trong và ngoài các bậc tha nhân. Và ở nơi nào đó, bên Tây, bên Đức, bên Tàu gì cũng được nghe hết á. Đó vậy đó. Thì mấy ông thần, mấy ông đem đi. Thầy khóc la lên, đừng đem đi. Mấy ông nó phải đem đi. Chị, mấy ông là chim, là nhạn mà, là gió, là mây mà, là mưa mà. Thì mấy ông đem đi. Nói như vậy đó. Thì thầy biết nói gì. Thì mấy ông đem đi, mấy ông đem. Nghe không? Nhưng mà có ngày rồi thầy đã đi về luôn. Đó, như thế. Thì bữa nay gặp quý vị nha. Đừng gặp nữa nghe không? Gặp chi hoài đâu có gì đâu. Không? Hay sao? Dũng Liêm trả lời cho thầy nghe đi. Hồi đó kêu Đức Cầu đó nha. Xuống Dũng Liêm đồ nè. Ở đâu nè? Ở Ba Càng ha? Mấy Càng? Cái gì Càng Long, Càng gì đó? Có không? Ở Dũng Liêm có cái... Dạ, xuống huyện Dũng Liêm tới nghe huyện Càng Long. Càng Long. Rồi gì nữa đó? Cầu Dĩ, Cầu Ngang. Ở Trà Vinh nè, đó, sáng ở Trà Vinh, chiều về Châu Đốc. Đó, không ai trách móc mà cũng phải khai đó. Rồi hãy ngày mai về đâu hả đạo? Đi mãi vậy đó, đi mãi mà mấy mươi, 45 năm rồi. Bây giờ không cho chiếc thuyền này đậu nghỉ sao? Nhưng mà cũng chưa phải nghỉ đâu. Dòng suối nước cạn rồi quý vị, đá sỏi không có ra được, mắc kẹt ở trong đó rồi, chờ nước lớn thì ra mới được. Cho nên hôm nay thì gặp quý vị thì không có gì hơn hết, xin về năm mới á. Thì nói về được Phật dạy mình, nó không có năm mới năm cũ nào hết. Vậy đó, năm nào cũng là năm, ngày nào cũng là ngày, tháng nào cũng là tháng. Nói vậy, chúc lành hết gia đình của Phật tử anh em của mình nha, ở Dũng Liêm vạn sự bình an, đẹp như ý muốn, và thủy chung với gia đình, vợ chồng con cái sum họp, và dạy con hiếu thảo đối với xã hội, đối với nước nhà Việt Nam của chúng ta phải rạng rỡ như một tia ánh sáng huy hoàng nha. Nếu mà có gì thì mình mang tội đó, dạy dỗ cháu, dạy dỗ con, nghe không? Đó, điều đó là tu, đó là cư sĩ tại gia. Mình làm gì làm, chiều về hương khói, cúng lại, rồi nằm xuống suy nghĩ niệm Phật, quán xét mình. Ngày nay mình có lỗi nhiều quá, đi ra mua bán mình muốn hơn chị kia, mình lừa chị hết mấy chục ngàn, chết rồi. Như vậy rồi tiền này mình về mình ùm cái hết rồi, nhưng mà cái tội lỗi rồi mình làm sao đây? Quán xét thấy ngày mai không có nữa, không có nữa. Và nếu ngày mai cái chị đó chị có lợi đó, nè nè em ơi, ngày qua chị tính lộn với em nha, bây giờ chị xin gửi lại đồng tiền tính lộn. Thế vậy, trời ơi, ở chợ này đâu có ai như cái người này, thấy chưa? Và ở phàm đời này không có ai tốt, mà người tốt đó là người của Phật, người của tiên, người của thánh, chứ đâu có được tốt ở đâu, dễ gì tốt. Còn đi moi của chúng nữa, còn cướp bóc nữa, đâu có phải mà tiền rơi mà đem trả lại đâu, có đúng không? Mà ngược đảo lại đó, người ta làm dữ mình làm hiền. Người ta đi làm, người ta kiếm tiền nè, đi làm không à. Phải mấy ông đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, Phật giáo, đi làm không à, không tính tiền tính bạc gì. Đó như vậy đó, thì quý vị có cái tiền đức của quý vị quá lớn, quá nhiều. Cố gắng nha, cố gắng đi. Mình làm cho nhiều năm tháng, giờ 6 mấy, 7 mấy, 80, 4, 50 rồi đó, tiền bạc chôn hết. Giờ đưa cái bàn tay ra, cái đồ đi coi thầy bói đó, chị này ngày nó có tiền đó, tiền ở đâu có, phải nói, phải chỉ cho rõ, phải nắm tay ông lại để chỉ, tiền ở đâu có, ở như vậy đó, phải làm mới có, mà làm ta không ưa, không có nữa, mà làm cho ưa là làm gì, làm hiền.
phải chỉ làm hiền đi, rồi tu đi, ra bán buôn á. Em ơi, mua này giùm cho chị đi. Ủa, nghe chị này nói dịu ngọt quá, lỡ mua giùm chị đi. Đó, cho mình có tiền, thấy không? Còn ta mới lợi ta lựa mấy cọng rau à, chữ tăng đi chó, thấy không? Trời ơi, chữ cao cầu vậy mà tiền ở đâu mình ăn? Rồi mình bị đói, rồi ra mần gì cũng được biến hết á. Cài không sâu, ta mướn mình lại cài, ta trồng lúa cho nó trúng mùa đó. Xin cái thưa quý vị, nghe nói chuyện một chút chứ giảng buồn lắm, nha không? Cái đầu mình cài sơ sơ, cài không sâu, còn cuốc, mình đi cuốc mướn á. Cuốc không có bẩm cây cuốc xuống, cài sâu cuốc bẩm. Đây là mình làm cho đúng, đó vậy đó, ta trồng trúng nhờ mình sớ đất á. Nhưng mà mình làm mình lấy tiền thôi, mình trả nợ quỷ thần thôi, chứ mình không có xứng đáng. Thì trên trời nè, nhớ không, chân mày mang dài cỏ nè, đầu đội mũ rôm nè, đó là của trời đó, không có thoát được mãi lòng. Thôi bây giờ còn kịp nha, buổi xế tiết chiều còn kịp á. Thì trong những lời của bằng sĩ có nói, đời chiều còn đợi chiến chót, tu với kiếp ngộ dứt thời, ngày qua khác ngày nay ngộ thành Phật liền. Không có cái gì mà không thành hết đó, ông Phật không có nói láo với mình nghe đâu nha. Thành Phật liền, nhưng mà mình phải lìa bỏ hết bỏ hết, không đưa vô nữa. Thân này thân của Phật, tâm này tâm của Phật, đầu đội dây mang hy sinh, đấng từ bi chiếu diệu, thấy mình là người đã giác ngộ đó, tu nhất kiếp ngộ tức thời. Còn nhiều vậy đó thầy bằng sĩ ơi, con tu này 30 năm ăn chay, 30 tôi nói chưa có năm. Hỏi nữa đi, hỏi nữa, tôi nói chưa có ngày. Chữ lộn hoài à. Thương con thương cháu không đồng à. Đó, như vậy đó. Có một đồ ăn quá chừng người ta đi ta. Trời ơi, thấy cái dần bầu ấy thèm quá. Thấy hoa trái quá thèm. Thấy này kia nọ, ta dòm dòm ra hỏi, sao, chị muốn ăn không? Nè, ta hái cho nha. Đó là Phật đó. Thấy không? Cho nên ông Di Lặc ổng nói đó, chừng nào dân chúng mến thương thì là mới thấy Phật Dương ra đời. Đó, thì Đức Phật Dương là Đức Di Lặc nè. Quý vị có nên thăm ổng chưa? Có chưa? Hay là ghé đây rồi chưa? Ngày mai có nên thăm ổng không? Có không? Dạ có. Nên thăm ông Di Lặc đi rồi mình về ha. Ổng cười quá chừng đó. Rồi mình thấy ổng mình vui cười nha. Mình đừng có buồn. Đó, vậy đó. Buồn chi? Đó, biết ổng cười gì không? Hỏi đi. Hỏi thầy nói cho nghe. Bần sĩ ơi, ổng cười gì vậy bần sĩ? Ổng cười cho mình ngu. Ngu quá, đúng không? Rồi ổng mang cái bụng về bự quá. Tại sao Di Lặc mang bụng bự? Ổng mang mình mang đó, chứ ổng không mang đâu. Ăn chi mà mang cái bụng bự dữ vậy? À, mệt quá, thấy không? À, rồi tại sao mà ổng ngồi vậy? Có mấy đứa nít nó bu ổng á. Đời Di Lặc ngày sau đây đó, cái hồn nhiên của tất cả quý đạo đó, y như đứa bé vậy đó quý vị. Y như đứa bé vậy đó, bu theo Đức Di Lặc Phật Dương. Thầy đâu có nói nhảm ở đâu. Thật sự nếu không có đó thì ổng không xuất hiện trước này đâu. Về hỏi Ngọc Nga, nằm ở đây đó, thấy Đức Di Lặc Bồ Tát cầm một trái đào hay gì đó xuất hiện tại cái mấy cái cây của mình này, la lên. Ổng chỉ vô cái nhà này. Sáng cô ấy mới nói là có Đức Di Lặc. Cô đâu biết ông. Ổng dán ở đây, ổng nói ta là Di Lặc Bồ Tát. Ổng cầm trái đào á, hay cái gì đó ổng cho. Nói như vậy thì quý vị thấy là mình không tin. Tin là có. Đã vậy nha, về kỳ này lột vỏ hết nha không. Nói dạ con lột rồi thầy, nhưng mà còn sót nha không. Lột nữa, lột cho sạch sẽ nha không. Đó, hồi xưa mình lột mình ăn, còn bây giờ mình lột mình cho tiên Phật ăn. Mình cho Diệu Kiều ăn, mình cho những khách quý mình ăn. Phải gọt rửa cho sạch sẽ nha không. Tới bên đích rồi, không hay. Quý vị hay hết rồi đó chứ. Rồi có khi đó, có khi mình có tiền nhiều lắm, người ta rủ mình đi chỗ này chỗ kia chỗ nọ, mình nói sao đây, mình tiếc đó, mình nói thôi không đi đâu đó, như vậy đó, mình nói mình không đi đâu, du lịch chỗ này chỗ kia chỗ nọ vậy đó mà cho biết. Nhưng quý vị có biết không, ta nói một câu là sao đây, sao mà ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn, sao cái câu đời nói sao,
Đi cho biết đó biết đây. À, đi cho biết đó biết đi. Ở nhà với mẹ biết đời. Ở nhà với mẹ biết biết đời nào khôn, có đúng không? À, nội cái thế giới của mình đó, à, khắp bốn biển Nam Châu, nước Pháp nó du lịch nhiều nhất. Nhưng mà mình đi du lịch nhiều mình ngu, tại vì mình mê tín dị đoan. Lợi ngày cục đá đó, cái quỳ quỳ lại sao mà u đầu, cái chảy máu chảy ròng ròng xuống. Nó có phải ngu không? Cục đá chứ phải là cái gối đâu, nghe không? Nói vậy đó là mình mê tín. Còn nó đi đó, nó cặp mắt nó như cái ống dòm vậy, nó quan sát hiện trường con người dân đó làm gì ở đó như thế nào. Nó lấy cái đề tài đó nó đem về nước nó đem nó sáng. Đó như vậy đó, ác mà sáng lắm. Mà cũng ít có tham gia qua cái việc này kia. Còn mình đi đó, mình đi chùa, à, không có đi du lịch, không có đi chùa. Đi chùa là đi cúng, đi lại, sám hối, hiểu không? Chứ còn mình đi du lịch, đi tham quan chỗ này chỗ kia, phải đi cho đúng chỗ này chỗ kia, chỗ nào hỏi đây là đâu. Cũng như bần sĩ có ra một cái quyển hành hành trình miền Tây Bắc, có để một cái quyển nhỏ vậy. Thì nơi cái biển Quy Nhơn đó, thầy nói tài xế ngừng xe xuống. Thì tài xế nó ngừng xe xuống, nó không biết gì, mời hết đồng đào xuống coi. Các anh ngư dân ngồi trên chiếc ghe đó, bơi vậy nè, đó, bơi, rồi ngồi trên chiếc tàu đó, chạy róc rách, bỏ lưới đó, để rồi bắt cá, kiếm để sống. Thì trong cái bài của bần sĩ có để là: anh ngư dân ơi, ngày anh đầu tắt mặt tối, sống đi biển cả, ướt mướt tối ngày, không khô cẳng, không khô chân. Nhưng mà suốt cuộc đời anh rồi thì anh cũng phải chìm sâu dưới đáy biển để trả đi một cái quả mà chính anh nghèo anh kiếm để sống. Thấy tội lắm, đó là một anh ngư dân. Thấy không, cái nghề của ảnh. Thì đi tới đó gặp anh ngư dân này, rồi đi tới cái miền rừng, dừng xe lại, vô thấy cây cối đó cưa ngã ra, đựng khiêng, đựng bán đó. Thì rừng cũng giúp ta vậy, giúp ta được tắt mạch nước, cản ngăn không lũ lụt, rồi cắt ha, rồi cắt khiêng có khi bị bắt, có khi té xuống cây đè chết nữa. Thấy không, nghề nào nghiệp nấy. Rồi đè vô trong cái hành trình miền Tây Bắc đó, như vậy đó, hành hương miền Tây Bắc. Thì quý vị thấy là mình đã đem vào lòng mình rồi, nghề nào cũng cực khổ nè, thấy không? Mình có máu, cây nó có mũ đó, nói hơi rồi thầy tội lỗi tràn đầy vì thầy một rừng, một ở trong cái rừng cao su đó. Đó, thấy không, mũ cắt nó cái ẹo, nó có cháu nội, nó có cháu ngoại, nó có chồng có vợ, chi nhánh là một cái cây đó, có thật là 5-10 người, 3-4-5 người giăng tay ôm không hết, cắt cái rồi cái mũ nó chảy ra máu mà. Đó vậy đó. Có cái cô đó nha, cổ làm cổ cắt đó, cổ cắt mà cô đó cũng hơi quen, cái cổ đi cắt mà xe be nha, chục chiếc xe be lên rừng cắt cổ đó, còn tiền cổ mà chở đi đó 7 cái bao vậy nè. Vì hồi đó đâu có chuyển khoản, đâu có ngân hàng mà lãnh tiền cái đi. Thì thầy nói với người em của cổ nè, tiền rừng mặt biển nè, cô nói với người chị nha, đem ra giúp đỡ người ta đi, nó mới tồn tại. Cái cô em về nói với cổ, nói thầy của em nói vậy, thầy mày biết gì mày, tao mày nói tiền đi chứ mày đừng có nói thầy mày nói tao này kia nọ, tao vẫn đi mãi mãi. Cổ lên lành chớ có về cổ thâu lại với thầy, cổ nói con nói mà chị con khủi cái rột, chị con nói vậy thôi kệ, chị con nói vậy thì con cừ đi nha, rồi để coi có 3 tháng nha. Ông tài xế này ông lái xe lên Đắk Lắk, việc này có thật, lên Đắk Lắk không biết nó quay chiếc xe làm sao nữa mà ai giật 7 cái bao bạc nó mất à, mà cổ té gãy cái tay này, 7 cái đầu này, đưa về bệnh viện liền cấp kỳ, mất 7 cái bao, không biết bao nhiêu, mình nói cái bao thôi, 7 mất. Tài xế nó
bị thương nhẹ. Chị biết rồi. Thấy chưa? Của trời trả lại cho trời. Kể chuyện quý vị nghe em chút. Nó có tồn tại hay không? Khi đó là thầy lại thăm chứ. Thầy không là bệnh viện. Nhưng mà là ở nhà đó thì có cục đá 5 kg đó. Có hai cây sắt lũi đây nè. À, lũi đây nè. Câu. Câu cái cục đá đó. Cân á. Ờ, nè bác sĩ nè. Bác sĩ biết hết chứ gì. Cân có cục đá. Còn cái tay này đó. Một cây gông. Một cái. À, hai cái. À, hình như cái tay vậy đó. 3-4 cây gông căng. Bị cổ giàu quá đó. Đưa về nhà nằm. Không có nằm ở sùng chính. Thì thầy lỡ thăm. Thở thăm dòm. Rồi bây giờ biết cô ở đâu không? Cô ở Mỹ, cổ khùng. Bởi vì ở đây nó chạm rồi. Có cân rồi đi nữa nó cũng chạm rồi. Thì quý vị thấy có còn được không? Đó, tiền rừng bạc biển. Nhớ nghe con. Một mũng, một xe, chả có còn. Cây to cũng cắt, về mua bán. Đó, thấy không? À, địa vị rừng xưa nó vẫn còn, cái địa vị của cái rừng nó ta còn mà mình đã mất đó. Rồi sau này người em lại khóc, đừng khóc thôi, nghiệp quả của cô trả. Nói cô nghe phải 7 bao đó, cô đi cho 2 bao đi thì cô đâu có đến đổi nha. À, cũng như tiền rừng mà bạc biển ở dưới sông mà 5-7 cái tàu cá 1 tỷ 5 tỷ 10 tỷ hải mà kéo lên rồi thì không có đâu. Thì quý vị cứ nghĩ đi, nghề nào nghiệp nấy à nha. Đó vậy đó. Thì mình có một cái nghề, không có cái nghiệp. Hỏi đi bần sĩ ơi, nghề gì vậy? Nghề tu. Mà cái nghề tu mình cho thiệt nha, không ai giựt được hết. Cực quá không giựt. Trăm đắng ngàn cay mà đi giựt cái nó lại làm gì? Tu chịu khổ nè, chịu đau nè, chịu gào, chịu thét. Người tu hành bị kẹt như ở linh môn. Tu hành đâu có bông chôn mà ra mua bán không tồn đâu đâu. Thấy chưa? Người tu niệm đó, cả bầu trời sáng rạng, không có lo chi kết bạn người hiền. Suốt cả ngày họ làm đủ ăn thôi, cũng có dư nuôi con học hành tốt nè. Nhưng họ không kiếm bạc kiếm tiền, đào để kiếm rượu lý phiền chôn dưới. Thương bần sĩ đi về nhà dung tư, lớp kể chuyện trên đời mỗi thứ trò nghe. Hiền lành trợ Phật chở che, sống đi coi hung dữ ra tre mà ngồi. Tỉnh giấc mộng đi chúng con ơi, đời quá cạn. Mùa mặt hạ này rồi bơ các bạn hiền tu, sau này mình được ngẫu du, bây giờ mình còn bị ở tù chưa ra. Nhờ Đức Phật Di Đà mình niệm, thoát ngục môn âu yếm từng giờ. Mình ra khỏi rồi lên bến lên bờ, đừng xuống nữa không có kịp giờ quay lại. Thuyền Bát Nhã chính thầy mình lái, sắp đưa mình qua bể ấy về tiên. Trời ơi đừng có chính chiên, hôm nay gặp bần sĩ ở tại miền Sơn Khê. Ráng chút nữa đi, tất cả bá tánh đi về không có ngại. Đừng có buồn bần sĩ nha, nó lên sớm quá mà không cho tôi gặp. Gặp chi với nguy hại hay không? Gặp đây là gặp cộng đồng, gặp chung với đồng đạo rồi ngồi trong tích tồn. Để thầy giảng, để nghe, để có tiếng ru hồn. Còn gặp ngoài mình nói chuyện gì cũng nói đó, đâu có tồn đâu đâu. Nói nhiều sẽ mất đôi câu, bây giờ thầy giảng đừng rầu đừng lo. Cảm thương ông lái đưa đò, sớm chiều đồng đảo rồi dặn dò qua sông. Ráng cố gắng nha, chứ Đức Quỳnh chủ nói đó, Đức Quỳnh giáo chủ nói nha không.
khắp thế giới cửa nhà tán nát. Có chưa? Cùng xóm làng sơ sát hoành hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu cơ tận diệt lập đời trở lại. Phải không Đạo Năm? Mình sống đây tùng cung giáo phái, một Đức Phật ngài rồi một lại Bồ Sơn. Về đi sông núi không sơn, răng nghe thầy dặn trong cơn khốn nàng. Tu một mình nha, rồi sao tu hết cả làng. Lên đi đò thầy đợi về an lạc đường. Tốt lắm đó, thầy cầu nguyện mười phương chư Phật cho tất cả đệ huynh mình để siêu bậc phàm phu. Về nhà rồi ráng tịnh luyện lo tu, đừng có mê muội rồi mù rồi quáng. Tu cực khổ thầy báo trò đừng chán, ráng tiến đạo đi trò rồi mang kiếp thơ sinh. Sau này mình chẳng linh đinh, mình về xứ Phật vị tình ngồi vui. Tây phương đâu có bụi ngùi, bây giờ nơi gia nội thấy chưa không vui bớ trò. Ráng đi ông lái đưa đò, ông còn đưa khách chưa chuyện trò nay mai. Xong rồi thầy trở lại Như Lai, tà lơn thầy bước trừa gái trai ráng nhìn. Về đất Phật đó, quê hương của thầy đó, một niềm tin phút cuối. Nhưng bỏ hồng trần rồi đắm đuối hay sao, còn ở đây sống bủa ba đào, ta chèo chống làm sao rước được. Mặt tình thế nói ngang nói ngược, coi chữ Đức Phật thầy cũng được không sao. Nhưng mình lãnh tội lâu mau, mình lãnh tội cao thấp hay sao. Trò nhờ ráng không? Ráng đi sông gián phẳng lặng như tờ, bây giờ còn đạo tay rờ gặp nhau. Ráng thương xót bớ đồng bào đồng chung, mũi tên ma bắn không phụng đâu trò. Tại tâm mình không cuồng cuộn âu lo, tâm đặc biệt dặn dò tu mát mẹ. Quỷ giới ma thường bài khó thẻ, nó tạo dòng vàng hai vé đường đi. Thấy mình nhiều sự văn nguy, nó vô nó đô hộ rồi nó rinh mình về. Không nghe nó nữa nhớ không? Đó, mã đáo tên đệ dừng cương trở lại đi, rồi về không sao. Bớ này các bậc anh hào, nếu còn tại thế láng làm sao cho tròn. Ráng cố gắng đi, đá ở trên hòn còn lăn nè, còn đổ rồi mình còn được đâu. Bây giờ ta nói chuyện đôi câu, sau này ta mất rồi hầu kiếm thăm. Thôi đêm tịch mịch tối tăm rừng núi, ta cảm ơn thần trong buổi tiết chiều, chứng minh lòng bần sĩ thương yêu, chứng minh đạo sớm chiều về thăm viên. Những người này không có ham mồi ham miếng, quyết chí tu hành mà tu luyện đến nơi. Nhưng mà còn chút mê chơi, thôi rồi thắng lại rồi thảnh thơi nghe người. Đang cố gắng đi, mình vui thư một mình đó. Đừng có kêu là ai lại nhà mình đầy rồi cầu có hát ca. Mình là có mẹ, có cha, có thầy, có thọ, mình chỉ niệm Di Đà mà tu. Xưa không biết đó, mình còn ngu còn muội, đè đem cây đuốc thiên mà dụi tắt liền, thì hỏi làm sao ai lại chứng miên đường tâm tối, nhờ đuốc trời mình mới sáng. Đêm nay thầy nói rõ cho trò thỏa đáng, chúc mấy trò về rồi kết ra bạn cùng nhau. Thương yêu ba tánh đồng bào, xa gần cũng vậy giúp nhau giúp giùm. Thầy mừng lắm nha, dù con ở âm thầm, biết thương đồng chủng rồi ngày cùng không lắm. Ráng cố gắng đi, nhớ không? Nhiều năm mới đắc.
buổi quân tàn có thầy dắt trò về. Ráng tu giữa cội bồ đề, chúc cầu đồng đáo lời thề đừng quên. A Di Đà Phật, cảm ơn rừng núi, cảm ơn tất cả chư thần chư gì năm non bảy núi chỗ này. Bây giờ thầy ngồi kể sáng đêm cũng được, nhưng sức khỏe nó không được tồn tại. Chứ bây giờ này nè, quý vị đang nhìn coi, cây lá nó ngủ rồi, nhưng mà nó reo, nó mừng biết được một vị tiền nhân về nơi đây để cứu độ chúng sanh ba tánh. Thì ở đây 15 năm tại chỗ này, thầy đã cấm một cây sào ở tại núi này 15 năm. Nhưng mà cấm rồi thì đâu có ở đây đâu. Cấm cây cọc đó rồi đi, đi đứng sao về neo cái thuyền hay cây cọc này. Thôi chúc lành quý vị nha, giảm sự bình an.